Đức Thượng Sư. Kính bạch trên chư tôn thượng tọa sư Lễ Tân Ni hiện tọa đạo tràng chứng minh. Hôm nay là ngày 16 tháng chạp năm Tân Dần, là ngày bắt đầu với chư tôn đường tăng giảng và tụng kinh, và đại diện cho tăng gia hiếu quý kính dâng lên chư tôn đức là các bậc chúng đường trong nhà quốc Tân Ni nhân dịp này. Chúng tôi được sự cho phép của chư tôn đức Tân Ni nhị bộ và thay lời với ngài có vài lời chứng minh và tán dương công đức của trai chủ cúng dường hôm nay. Thưa chư thiện nam thánh nữ là nói chung với viên tham gia hữu quý, hôm nay quý vị đã tỏ lòng tri ân đối với hai thánh sanh thần là người cha của quý vị. Người xưa thì có nói rằng cha đỡ gia tài lại cho con, chẳng tiền chẳng bạc chẳng đầu son, để nhân ở địa còn thiên giáo ở lại trên đời một yên hương. Có nghĩa là 70-84 năm trong cuộc đời, hơn 60 năm cụ ông đã lo cho sự nghiệp và gia đình, tạo dựng cho những người con trong gia đình được xứng danh với xã hội. Hôm nay cụ ông đã trở về nơi cõi Phật, để lại nỗi niềm tiếc thương của con cháu trong gia đình. Với ân tình cao quý như vậy, toàn thể thân bằng quyến thuộc đã trở về nơi đây cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni hòa âm nhất cuốn nhất kệ để cầu nguyện cho hương linh nương của Tam Bảo Lực để sanh vào thế giới an lành. Đó là một làm việc làm có giá trị thiết thực trong cuộc đời, để báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của người cha. Thưa quý vị, như trong kinh báo hiếu Đức Phật ngài dạy, một vai cổng cha, một vai cổng mẹ, đi giáp phòng núi Tu Di dù cho trăm ngàn kiếp cũng không đền đáp được. Thưa quý vị, phòng núi Tu Di thì tin chắc rằng quý Phật tử cũng không biết phòng núi Tu Di ở đâu và nó lớn lao cỡ nào. Nhưng mà Đức Phật ngài diễn tả trong kinh phòng núi Tu Di thì nó đậu bốn cái châu, mà một châu như vậy đó thì như chúng ta ở cái trái đất này là một châu, là gọi là Nam Di Phụ Đề. Các cô lô châu, Tây Thánh Thẳng châu, Đông Ngưu Quá châu và Nam Thị Bộ châu. Chúng ta ở trên trái đất này có mấy trăm quốc gia tự trị trên trái đất này, gọi là một châu, gọi là Nam Thị Bộ châu, mà đã bốn châu thiên hạ như vậy. Thì nó hòn núi Tu Di nó nằm ở dưới bốn châu, tất nhiên là cái hòn núi Tu Di nó vô số kể, nó không thể nào mực biết và cái số lượng này chúng ta tính lượng. Đức Phật ngài cũng nói rằng nếu như ai đó mà để đáp công ơn sanh thành dưỡng dục nó còn hơn cái người mà cộng cha cộng mẹ đi giác hòn núi Tu Di trăm ngàn kiếp cũng chưa đền đáp được với công đức sanh thành dưỡng dục của cha và mẹ thì nó lớn cao lao vô cùng tận. Vì vậy mà gia đình tăng gia hiếu quyến là người Phật tử biết kính tinh ba ngôi tam bảo, cũng nghĩ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ để tác tạo công đức lành, làm những việc đó để hồi hướng một phần nào trong vô mộ. Nhà sư xin thay lời chư tôn đức tăng ni đầu tiên là chứng minh tán dương khen ngợi việc làm của quý vị. Thưa quý vị, việc làm của quý vị có giá trị thiết thực trong cuộc đời này. Trong hiện tại chúng ta được tỏ lòng tri ân với những người tình của sanh thần dưỡng dục, mà thưa quý vị, cha và mẹ là ân tình cao quý nhất không thể nào đền đáp được, mà quý vị hôm nay tỏ lòng tri ân nó là một cái điều có giá trị thiết thực trong cuộc sống.
làm cho tâm hồn của quý vị được an vui trong cuộc sống. Và bên cạnh đó, những người con, người cháu, những người xung quanh thấy hình ảnh này có giá trị thiết thực để cho tất cả những người đó noi theo, đó có giá trị thứ hai như vậy. Hôm nay quý vị tay chân trang nghiêm như thế này, tiên chết trẻ, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát sẽ qua giá đạo tràng chứng minh tại sao vậy. Chúng tôi được nhớ trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật Ngài thuyết kinh, Ngài xin lỗi, kinh Hoa Hương Nghiêm. Khi Đức Phật thuyết kinh Hoa Hương Nghiêm, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát quay quanh trịch bày vai hữu, đắc y trịch bày vai hữu, đi vòng quanh vân hữu của Đức Phật ba vòng và quỳ gối chắp tay bạch Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, con là Phổ Hiền. Nếu như trai lành cái tính nào, tính ba ngôi tam bảo, thiết trai cúng dường, long trọng tổ chức, đến ba ngôi tam bảo thì con sẽ song thân đến đó để chứng minh cho trai lành cái tính đó. Thì hôm nay theo lời hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Thích Trích Trạng Tam Bảo Lực và Ngài Phổ Hiền Bồ Tát sẽ song thân đến đây để chứng minh công đức thiện lành của quý vị. Đó là có giá trị trong việc làm tâm linh mà quý vị đã cầu nguyện ba ngôi tam bảo hôm nay, và sự thành tâm của quý vị việc làm có giá trị thiết thực trong hiện tại. Tiên chất rằng chư tôn đức tăng đây hiện tọa đạo tràng cũng song song quan hệ, và hương linh của cụ ông dù phạm pháp hơi đau đi nữa, ở một thế giới nào đi chăng cũng song song quan hệ, vì con cháu của mình đã thể hiện được lòng tri ân này. Tin chất rằng tâm thức của hương linh con thị, việc làm của quý vị tính tâm tinh ba hoa tam bảo với sự gia tăng chúng điện của chư tăng thanh tịnh, tin chất rằng ba việc này đi đến vào cái kết cuộc là có giới định thiết thực là sở cầu sở ý của quý vị là Phật tử. Hôm nay một lần nữa xin thay lời chư tôn đức tăng ni hiện tọa đạo tràng cầu tác bảo lực gia hộ cho hương linh của ông nương tựa tác bảo lực sanh vào thế giới an lành, và những cái hương linh mà chư tôn quý vị đã đưa vào trong hương danh cũng như chủ hiệu pháp tổ của quý vị nương tác bảo lực siêu sanh khó khóa. Và cũng thừa công đức này để cầu nguyện cho tất cả các bạn tín đồ của quý vị và chư thiện nam các nữ Phật tử cùng nhau và tác tạo phước đường này, tin chất trẻ phước báo tăng trưởng và luôn luôn an vui trong cuộc sống. Một lần nữa xin cầu tam bảo lực và thay lời chư tôn đức tăng cầu phúc cho quý vị. Năm cũ đã chuẩn bị bước qua, năm mới sắp đến, cầu chúc cho toàn thể chư nam tín nữ Phật tử được an vui trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát A Di Đà Phật đại chúng sinh. Kính lạy tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn tiền hóa đạo màu, từ bi hóa độ vô cầu, làm thầy mô phạm dạng đường chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua thượng tọa Thượng Giác Hà Phương đã thay lời cho chư tôn định đức những lời pháp ưu nhiều và những lời chúc phúc của cả chúng con xin thắp thọ của thầy, và chúng con cung thỉnh đại đức minh trung trung cân cung dường như thế nào Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng bạch chư tôn cung đức hôm nay là ngày 16 tháng chạp năm dần, là ngày chúng bắt mình đi chơi tình nguyện của hương linh phụ lễ mẫu chữ pháp danh tâm thiện, bắt ngày 4/9 năm năm dần dần phạt 84 tuổi. Vậy con xin tôn thỉnh chư tôn thiền đức dẫn tâm thượng thắng chú nguyện sớm dừng tâm bảo cầu nguyện cho hương linh phụ âm được thừa tư phước báo này mà được tấp thoát vô độ siêu sanh nhân cảnh. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu xin cho lễ cúng dường này đến với
cầu xin cho lễ cung dường này đến với chư Phật Pháp Tăng, xin Tam Bảo chứng minh tinh chu cung dường Phật Pháp Tăng, chứng minh công đức nhờ Tam Bảo chú tâm nguyện độ thiện duyên này, tinh chu đời đời thêm phước báo, sa cầu sa y điều thành tu, tinh nha hành y nguyện trở về, nay mới dèo nhân nhân chánh giác, sau này chứng quá quá bồ đề, đây thể lòng từ Phật Pháp Tăng, vì tâm thành kính biết ăn năn, đem cho tinh chủ phương thanh tịnh, xin lấy cho mình nghiệp khó khăn, tinh chủ từ đây đặng nhẹ nhàng, bên mê thoát khỏi chốn lầm than, tiêu diêu khai lạc ý Tam Bảo, đắc quả kim này thành Phật đạo, phước cung dường này của tinh chủ, tam nghiệp thanh tịnh định hệ tu, tánh tu từ mình gần chưa đủ, tại phương an dưỡng hương thiền khô, phước cung dường này của chư linh, dân tiêu tội chân tho vô minh, sám hối ăn năn tâm niệm Phật, tây phương cực lạc đất siêu sinh, phước cung dường này của ba tánh, cầu an tai nạn đặng muôn lành, phát nguyện tu hành thành chánh giác, tây phương tịnh độ cho vãng sanh, chú tâm nguyện độ cả thai chúng sanh, kẻ tha siêu sanh người còn thơ thơi, biển ai yên lặng sống mê trong sạch, pháp giới chúng sanh đồng tròn qua tri, nguyện khắp tinh thế luôn phước thêm gieo, có tình không tình đều thành Phật đạo, kinh lại gọi tăng già tây phương giải thoát, kinh lại cửa khắc sĩ đường Như Lai, kinh lại chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời, kinh lại chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời, kinh lại chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. Bây giờ Phật cũng xin chư tôn thì chú nguyện thọ bá. Ba cơm tinh chủ biết vào công, đức hành đầy với tự xét lòng, thọ miệng thích tình tham quay bỏ, mũi thân hành đạo thua lành dùng, toàn quân chánh pháp cho thành tựu, nguyện giúp ác duyên thoát sạch không, nguyện ca nghiệp lành làm tất cả, nguyện sinh độ tận chúng sanh chung, thân cùng nhau hòa hiệp, nguyện không tranh đấu đại lao, kiên thân riêng chỉ dạy cho nhau, cơ sở chia đồng với nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phương tiện trên phương tiện của con vô thượng Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện cầu cả thai chúng sanh đồng đẳng đô đầy tròn sông Phật sự, nguyện cầu cả thai chúng sanh đồng đẳng đô đầy tròn sông Phật sự, nguyện cầu cả thai chúng sanh đồng đẳng đô đầy tròn sông Phật sự, chú tâm nguyện độ mười phương, kẻ ấm siêu thoát người dương nhẹ nhàng, cõi đời biến ai lầm trang, sông mê trong quang sông an nước bình, khắp cùng pháp giới chúng sanh, gieo mầm giống hề viên thành quả chân, nguyện cầu
cầu tinh thi tòng ân phương điện rộng đức hệ sơn cao tài hô tình nhân vật các loài hô tình bụi đất đá cây bao đồng thái điều đất qua thành công cả nên phần đạo hiền trong kiếp này kinh lại cõi tâm già tây phương giải thoát kinh lại cửa khăn sĩ đường Như Lai lại chư Phật pháp tăng mười phương ba đời kinh lại chư Phật pháp tăng mười phương ba đời kinh lại chư Phật pháp tăng mười phương ba đời Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua trên Kim Tôn Thập Đức Tăng Ni Diệu Bộ đã hòa âm nhất cứu nhất về chú nguyện cũng vừa xong, và trên Kim Tôn Thượng Tọa đã thay lời của Kim Tôn Thượng Đức để chứng minh buổi các pháp cúng dường ngày hôm nay, và còn ban cho hàng Phật tử chúng con những lời pháp vô cùng trân quý. Chúng con xin y giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường Kim Tôn Thượng Đức Tam Bảo. Phật tử khởi thân nhất tâm đảnh lễ tòa đạo đàng chư Tôn Thượng Đức Tăng Gia Tam thỉnh trên chư tôn thượng tọa cùng toàn thể chư tôn Thích Tăng Ni Diệu Bộ thọ trai. Tâm cung kính đầu thành kính bạch nguyện mười phương tam bảo chứng minh của y mất túc chứa bao tình, nguyện cầu Phật pháp trường lưu mãi, thánh đạo trang hòa khắp muôn nơi. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng chư thiện tọa chư đại đức Tăng Ni Diệu Bộ, trong lúc quý ngài thọ khai tăng gia hiến huyến và đạo tràng chúng con có chức tự tài thành vật cúng dâng trên chư tôn thành đức, quý ngài hoan hỷ hứa cả là thọ cha phật tử chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin lời hướng dẫn giáng cao.